Có hai vợ chồng kết hôn đã 30 năm mà chưa từng cãi nhau lần nào. Khi phóng viên đến nhà phỏng vấn, anh chị làm thế nào mà lại được như vậy? Anh chồng mới trả lời: ngày đón dâu về á, con chó nhà tôi nhìn cô ấy và sủa. Cô ấy rất bình tĩnh, chỉ vô mặt nó và nói: lần thứ nhất. Mấy ngày sau, cô ấy đi lấy nước và đi qua con chó, nó lại nhìn cô ấy và sủa. Cô ấy lại nói: lần thứ hai. Hôm sau, khi đang ngồi chẻ củi, con chó lại nhìn cô ấy và sủa. Lần này cô ấy không nói gì, chỉ vung tay lên và cái bụp, cái đầu con chó rơi xuống đất. Lúc đó tôi giận quá, tôi hét lên: cô bị điên hả? Cô ấy cũng rất bình tĩnh quay sang tôi nói: lần thứ nhất. Từ đó đến nay chúng tôi trải qua cuộc sống hạnh phúc không cãi nhau bao giờ.